Xin kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã quay trở lại với chương trình bình luận và thời sự của VOTV. Kính thưa quý khán thính giả, Hà Thành những ngày trước Đại hội 13, một không khí ảm đạm khác thường, không phải chỉ vì những cơn mưa làm ngập lụt phố phường hay trước đó những đợt nắng làm cháy cả Thanh Xuân. Câu chuyện làm giới hóng tin thủ đô phải thủ thỉ tuần này là bởi ở các quán vỉa hè khắp hang cùng ngõ nhỏ rộ lên tin đồn rằng Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác là do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghen ăn tức ở, lo sợ tuổi trẻ tài cao. Và chẳng biết từ đâu những thông tin về mối quan hệ giữa Chủ tịch Hà Nội và Thủ tướng Việt Nam lại làm dân tỉnh một phen tò mò. Những vụ đột kích của Cục An ninh Điều tra Bộ Công an do đàn em của Bộ trưởng Công an Tô Lâm thực hiện ở giữa những buổi chiều nhá nhem lại càng thu hút sự quan tâm của dư luận và càng lý do để cho rằng những thông tin đang rôm rả trong dư luận là có phần chắc chắn. Cái đích nhắm của ông chủ lò Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm là nhà của Nguyễn Đức Chung, một đàn em của Trần Đại Quang, một người có mối thân tình với Nguyễn Tấn Dũng và hẳn còn nhiều những mối quan hệ khác. Dĩ nhiên ai cũng hiểu Tô Lâm lo sợ Chung con là đúng. Nhưng người ra tay trong đợt này nhắm trực tiếp vào Chung con lại là anh Bảy Phúc. Ở vị trí là Thủ tướng, chẳng lẽ Nguyễn Xuân Phúc lại lo sợ Nguyễn Đức Chung? Nhưng đó lại là sự thật. Với một quyết định có dấu đỏ và chữ ký còn tươi, Nguyễn Đức Chung bất ngờ bị đình chỉ công tác và người ký lại là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sẽ là một bất ngờ khi người ta biết rằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng nhuốm máu đối với một nhân vật lãnh đạo là niềm tự hào một thời của người dân Đà Nẵng. Chuyện này sẽ được VOTV bàn chi tiết ở phần sau, nhưng trước hết cần đi vào chi tiết sự giằng co trong mối nghiệt duyên giữa Chung Phúc Lâm. Cho đến nay, Nguyễn Đức Chung vẫn chưa bị tra tay vào còng số 8. Cho dù báo chí đã liên tiếp đăng những bài để mở đường dư luận, có người nói thế lực chống lưng cho Chung con vẫn đang mạnh, nên chưa bị tống vào lửa lò của Tổng Bí thư Trọng. Hẳn nhiên, ở vị trí đỉnh cao quyền lực, ông Trọng chẳng quá lo lắng về tác dụng phụ hay còn gọi là những đòn hồi mã thương của Chung con. Người cần phải lo lắng hơn là anh Bảy Phúc và Tô Lâm. Nhìn qua cục diện thì thấy sự thất thế của Chung con, nhưng chưa ra được đòn quyết định là bởi vây cánh của cựu Chủ tịch Hà Nội vẫn còn lông. Không những thế, chẳng phải ngẫu nhiên mà ở các quán vỉa hè lại rộ lên tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đâm thọt sau lưng Chung con. Và những tội lỗi của Nguyễn Xuân Phúc được kể ra vanh vách trên các quán vỉa hè. Đó là một cách đánh cổ điển, rỉ tai chuyện bí mật của quan to. Và dù cổ điển nhưng vẫn phát huy tác dụng. Cha ông ta từng có câu rằng, đừng dồn chó vào đường cùng. Những bước đi thận trọng của bộ tam Trọng Phúc Lâm cũng vì thế và nên đã thêm dè dặt. Liệu có ai dám vỗ ngực mình không sơ hở hay chăng? Chung con biết rõ rằng mình đã bị bộ tam quyền lực thất sủng, là một vị tướng của ngành công an trẻ nhất ở thời điểm được phong hàm, trưởng thành và thành danh nhờ những chiến công trong ngành an ninh. Chung con hiểu rằng thủ đoạn cắt tiết gà của phe Tô Lâm tàn rợ đến thế nào, bởi vì chính ông ta cũng đã là người thực hiện những chiêu trò này với các đối thủ. Ngay ở vụ việc Đồng Tâm, Chung con đã làm một điều đúng và được tiếng thơm trong công luận. Nhưng chính ông sau đó bị đồng đảng ép phải phản kèo, quay ra tố ngược lại phía dân lành. Chính vì thế, người dân ở khắp cả nước lại được dịp đổ hết tất cả mọi lỗi lầm cho Chung con. Cũng hẳn Chung con không đủ bản lĩnh chính trị và lương tâm, cũng không quan trọng bằng lương tháng, nên đã đi ngược lại lời cam kết của chính mình trong đợt giải cứu con tin. Sự phản bội lương tâm của Chung con nhằm thăng tiến, nhưng nó cũng chính là cớ để cho các đồng đảng dựa vào đó để đánh giá về những sai lầm của ông trong chiến dịch đó. Gậy ông đập lưng ông cũng vì thế. Đi thẳng vào một trong những tin được tung ra trong dư luận về sai phạm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, những chi tiết về tham nhũng quyền lực, về việc lợi dụng các mối quan hệ thông đồng với Trung Nam Hải của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tiết lộ rõ ràng là có chủ đích để phản pháo, để giăn mặt hay để cứu vãn, và nói như dân tình còn gọi là chơi khô máu, tất cả đều đúng. Bởi vì sự nghiệp chính trị của Chung con thì gần như chấm hết, nhưng nếu rớt đài thì số phận của Nguyễn Xuân Phúc còn thê thảm hơn. Trèo cao té nặng là lẽ thường, và leo lên tới được chóp đỉnh quyền lực, bao nhiêu mánh lới của đại phú Quảng Nam thiếu gì cũng chính vì thế đã gây ra bao nhiêu nợ máu. Chúng ta hẳn biết rằng, khi Nguyễn Xuân Phúc quyết vị giữ vị trí độc tôn là thủ lĩnh của miền Trung trong Bộ Chính trị tại Đại hội 11 đầu năm 2011, nhằm bảo vệ độc quyền của mình trong cái gọi là nhân tố miền Trung,
nên trong quá trình diễn ra đại hội có hơn 65 đoàn đại biểu, thì Nguyễn Xuân Phúc đã mời cơm gần 60 đoàn. Ông ta đã gặp riêng các trưởng đoàn và các ủy viên trung ương để vận động bỏ phiếu cho mình và rêu rao rằng Nguyễn Bá Thanh là người độc đoán, chuyên quyền nhằm hạ thấp uy tín của Nguyễn Bá Thanh. Các ông Lê Thế Tiệm, Vũ Ngọc Hoàng cũng đồng thời là nạn nhân của Nguyễn Xuân Phúc tại đại hội này. Và trong kỳ đại hội này, những người vừa kể tên, kẻ thì bỏ mạng, kẻ thì rớt chức. Đúng như tính toán, Nguyễn Xuân Phúc đã vào Bộ Chính trị và dẫn đến câu nước chảy ngược, cái cách mà người Quảng Đà thường hay nói về sự đột biến và thăng tiến thần tốc của Nguyễn Xuân Phúc. Đến cuối năm 2012, ngay sau khi ông Nguyễn Bá Thanh được điều động về Trung ương nhậm chức trưởng ban nội chính và được cơ cấu vào Bộ Chính trị, ai cũng thấy vị trí của ông Nguyễn Xuân Phúc lập tức lung lay, ưu thế độc quyền, nhân tố miền Trung cũng không còn. Và khi không còn cái gọi là nhân tố miền Trung trong quả kép đó thì làm sao có thể vươn được tới chức Thủ tướng. Ông Phúc đã mưu mô dùng quyền Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng để lệnh cho Thanh tra Chính phủ công khai kết quả thanh tra đất đai Đà Nẵng nhằm triệt hạ uy tín bít đường vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Bá Thanh. Trong bài viết Sự thật về thanh tra đất ở Đà Nẵng, chúng ta đã có thể tìm hiểu rõ được những động cơ thủ đoạn của người này. Nhưng sau hội nghị Trung ương 7, ông Nguyễn Bá Thanh đã giải quyết được nhiều khúc mắc với các ủy viên Bộ Chính trị và đạt được nhiều thành tích trong các vụ án tham nhũng. Ông cũng đã được sự ủng hộ của cả tứ trụ triều đình. Con đường vào Bộ Chính trị của ông đã rộng mở tại hội nghị Trung ương 10. Sinh mạng chính trị và khối tài sản tham nhũng khổng lồ của cả gia tộc Nguyễn Xuân Phúc bị đe dọa nghiêm trọng. Và được cả tứ trụ triều đình bật đèn xanh, ông Nguyễn Bá Thanh quyết định làm điều cần phải làm sau khi nắm bắt trong tay hàng loạt đơn tố cáo chính danh của nhiều tầng lớp nhân dân cùng chứng cứ xác thực về các hành vi tham nhũng hủ hóa của Nguyễn Xuân Phúc. Và quan trọng nhất, ông Nguyễn Bá Thanh đã âm thầm thành lập tổ công tác đặc biệt tiến hành điều tra khối tài sản tham nhũng của gia đình Nguyễn Xuân Phúc theo chỉ thị tối mật của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hóa ra, đây lại là một chiêu của Nguyễn Phú Trọng, nhưng bởi vì Nguyễn Phú Trọng không phải là người trực tiếp ra tay, tất cả các dự định sẽ được ông Nguyễn Bá Thanh trình lên Thường trực Ban Bí thư Bộ Chính trị trong Đại hội 10, và điều đó đã khiến cho sinh mệnh chính trị của Nguyễn Xuân Phúc bị đe dọa nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Chính vì thế, Nguyễn Xuân Phúc bắt buộc phải ra tay, và cách ra tay của Nguyễn Xuân Phúc cho tới tận thời điểm hiện tại có nhiều người vừa nghi ngờ vừa chắc chắn. Bởi vì chúng ta biết rằng điều kiện và khả năng thực hiện của Nguyễn Xuân Phúc trong vụ việc mà sau đó kết quả là Nguyễn Bá Thanh bỏ mạng. Với khối tài sản vơ vét hút máu của nhân dân lên tới con số hàng nghìn tỷ đồng ngay ở thời điểm còn là Phó Thủ tướng và có mối quan hệ đặc biệt với Trung Nam Hải qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Lào và Đại gia Hoa Kiều Đặng Văn Thành, người có vai trò quan trọng trong các hội đoàn người Hoa và gắn bó chặt chẽ với lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc ông Nguyễn Xuân Phúc hợp tác và chấp nhận chịu sự khống chế của Trung Quốc là điều tất yếu. Với tài sản cùng quan hệ đó đã quá đủ điều kiện để Nguyễn Xuân Phúc thực hiện âm mưu ám hại Nguyễn Bá Thanh. Đặc biệt là cùng thời gian ngày 16 tháng 12 năm 2013, ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó đã lên đường sang thăm Trung Quốc, thì cùng ngày 16 tháng 12 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lên đường đi Lào trên danh nghĩa là dự phiên họp Liên Chính phủ Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào. Những người thân cận tiết lộ cho biết có tháp tùng ông ta đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Viên Chăn Lào. Và Nguyễn Xuân Phúc ở thời điểm đó đã gặp riêng Đại sứ quán Trung Quốc là Quan Hoa Bình. Nội dung thì không ai được biết chi tiết, nhưng sau cuộc gặp riêng thì thấy Nguyễn Xuân Phúc rất hớn hở, tự tin. Theo thông tin từ ông Phan Văn Tâm, là thư ký phụ trách tháp tùng chăm sóc cho ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, ngay sau chuyến công tác Trung Quốc vào cuối năm 2013, ở thời điểm mà Nguyễn Xuân Phúc cũng đi công tác và sau đó bí mật gặp gỡ với Đại sứ quán Trung Quốc, thì ông Nguyễn Bá Thanh bắt đầu có các triệu chứng mệt mỏi, suy kiệt, thường xuyên bị choáng và bị ngất kéo dài, cho dù trước đó ông ta hoàn toàn khỏe mạnh. Trong thời gian ở Trung Quốc, ngoài các buổi hội đàm chính thức, Nguyễn Bá Thanh còn được một số coi là bạn dẫn đi một số nơi để mua sắm, ăn uống, và chắc chắn ông bị Trung Nam Hải ra tay trong khoảng thời gian này. Tất nhiên, chúng tôi không thể có điều kiện để kiểm chứng về những diễn biến và quá trình cụ thể cũng như cách thức ra tay ở mức độ ra sao, nhưng kết quả chẩn đoán ngộ độc phóng xạ ARS và đã tiến hành thành ung thư máu bạch cầu
của trung tâm y tế hàng đầu tại Mỹ là đúng sự thật về bệnh tình mà Nguyễn Bá Thanh đã bị. Còn về động cơ, điều kiện và tính cách của Nguyễn Xuân Phúc thì ra sao? Rõ ràng những ai đã tiếp xúc gần với Nguyễn Xuân Phúc thì càng không cần phải nói. Giới lãnh đạo Việt Nam ai cũng nhận định Nguyễn Xuân Phúc là kẻ thượng đội, hạ đạp, thâm độc, cơ hội, phản phúc từ ngay góc nhìn nhân tướng học, và thực tế đã chứng minh trong cách nhìn liêu siêu của ông. Điều ấy chính Nguyễn Xuân Phúc đã phải buột miệng thừa nhận từng nói khi mới ra Trung ương nhậm chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vào năm 2006. Ông Phúc nói rằng, xin trích nguyên văn: "Tôi là người không ngán gì, làm là làm tới bến luôn. Việc Nguyễn Xuân Phúc mượn tay Trung Nam Hải hạ độc ông Nguyễn Bá Thanh bằng chất phóng xạ là điều không thể nghi ngờ. Và thật lạ thay, trong những ngày mà Nguyễn Đức Chung đang ở trên gọi là ngàn cân treo sợi tóc trong sự nghiệp chính trị, khi mà lửa lò và cánh cửa của câu lạc bộ Juventus với tất cả những đồng sự, đồng nghiệp và cả đồng chí như Đinh La Thăng hay Trịnh Xuân Thanh đang chờ, thì câu chuyện về Nguyễn Xuân Phúc được các quán trà đá vỉa hè thuật lại về cách thức mà ông ta đã ra tay đối với Nguyễn Bá Thanh, một trong những người anh hùng của người dân Đà Nẵng. Mặc dù đây không phải là câu chuyện mới, nhưng ở thời điểm mà Nguyễn Xuân Phúc đánh Nguyễn Đức Chung, một vài câu chuyện về tình tiền, vài câu chuyện về đấu đá nội bộ được tung ra, xem ra nó rất có chủ đích và có chiến lược. Phải chăng Nguyễn Đức Chung đang cố tình tung ra một đòn phản kháng, tung ra để hạ bệ cũng như đề phòng Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm, Nguyễn Phú Trọng ra những đòn tiếp tay? Chúng ta biết rằng sau khi Nhật Cường Mobile, Nhật Cường Software với ông chủ là Bùi Quang Huy bỏ trốn, và thư ký, lái xe cũng như một nhân viên cao cấp của C03 Bộ Công an bị bắt, thì tất cả những chứng cứ về Nguyễn Đức Chung dường như bại lộ một cách nhanh chóng. Bởi vì tuy được đào tạo từ lò an ninh và những người này thường xuyên hưởng bổng lộc, lại biết rõ những thủ thuật, nhưng khi đối diện với những chiêu trò ra tay từ mớm cung, ép cung, dụ cung và kể cả là bức hại từ những người là đồng chí trong C03 bên phía Bộ An ninh, Bộ Công an của Tô Lâm, thì không một người nào trong số là thư ký, lái xe có thể đủ bản lĩnh để chống chọi lại những bức hại đó. Do vậy, những bí mật về Nguyễn Đức Chung được phe Nguyễn Xuân Phúc, Tô Lâm và Nguyễn Phú Trọng cũng như Trần Quốc Vượng nắm rõ. Chúng ta sẽ thử xem sắp tới đây sẽ có những đòn nào, liệu ai sẽ là người không kịp ngáp trong cuộc đua quyền lực này. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến về số phận của Nguyễn Đức Chung cho quý khán thính giả trong các bản tin tiếp theo của VOTV.